Hello, xin chào cô bác anh chị em nha. Hôm qua nhận máy về cũng được 23 con máy các bác nha. Đợt này con nào cũng lấy quá mới luôn các bác em ơi, cực kỳ luôn. Con D782 nè, màu 105 nè, 3T88 heo cơ, con này mới chát, màu 105. Bên đây thì E3CD, con này 72 ba nắp nhớt mới tinh, con này Shiboga N8 844 2.2 16, con này 1005 1005, con này 66 này, D902 màu 105, con này 7 cái bô mới tinh, con này 3T72 lắp xám màu 105, con này quá keng. Con này D722 72, con này 4T82 chục bô, con này FD33 hai cái, con này QD32 này mới lên video rồi, quá trời, con này nó đẹp cực kỳ luôn á nha mày. Các bác chị em nào có nhu cầu sử dụng thì alo giùm em ha. Nói về cũng hai mươi mấy cái. Máy trong nhà cũng còn rất nhiều á chị em. Rồi, cảm ơn các bác chị em rất là nhiều nha. Xin chào. Hẹn gặp lại các bác chị em video tiếp theo.